Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em làm một clip đóng hổi bát 40 và bát 30 neo cấu hình mới nhất mẫu 2022 về hàng. Đây là cái cấu hình bát 40 neo mang thương hiệu 30 và 40 của RCF. Sau đây em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác cấu hình của cái dòng này. Đây là những cái dòng bát neo cho ta tiếng ca sáng, và khi các bác chơi các cái dòng sự kiện thì con bát neo này tiếng của nó cực kỳ tốt. Bát 40 là gân vải tẩm dầu 3 gân, bát 30 thì là gân vải tẩm dầu 2 gân, màng sơn dầu bóng 40, màng sơn dầu bóng, và cái cấu hình của nó là một cấu hình hàng nhà máy của Trung Quốc. Thì con này xương của nó cực kỳ gấu và chắc chắn, xương của nó bản một xương, bản một xương. Deep bass của nó có đôi 4, 6, 8 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng neo này là dòng neo liền khối, dòng neo liền khối các bác nhé. Mang thương hiệu là RCF 500W trên trở kháng 8 ohm. Côn của nó côn 76 các bác nhé, côn 76 bát 30. Còn đây là 40. 40 của nó đây các bạn. Nhịn của nó dòng này khá rộng các bạn. Bát 40 neo giờ xếp. Củ nó rất là chất và nặng. Đây em cân thử cho các bác xem. Con này hàng nó chất lượng tốt lắm. Đây là củ 40 này. Đúng 5 cân củ này. Đấy. 40. Con 40 này đúng 5 cân củ, con 30 nhẹ hơn chút. Với cái dòng hai cái dòng này thì các bác nào đi làm sự kiện thì nó sẽ cho ta tiếng ca sáng và nhẹ. Đấy, sáng và nhẹ. Và khi các bác hát bằng từ neo thì nó rất là ngọt giọng. Hát không bị mệt. Và khi đặc điểm khi vận chuyển thì dòng từ neo nó sẽ chuyên về tiếng ca và vận chuyển nó nhẹ nhàng, anh em đi làm sâu không phải mệt. Và các bác nào mà chơi gia đình thì dòng bát này tiếng ca cực kỳ tốt. Đối với dòng hai dòng bát neo này thì cặp bát 40 neo giờ xếp này thì của nó là có giá là 3,3 triệu một cặp. Còn cặp bát 30 của nó thì là 3,1 triệu một cặp. Giá trên Tùng Nguyễn sẽ bao ship cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc, và các bác đặt hàng thì chỉ cần nhận hàng kiểm tra thanh toán đúng sản phẩm mới nhận hàng các bác nhé. Các bác có nhu cầu đến hai dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin tạm dừng video ở đây, thì hôm nay hàng là hàng về nóng hổi luôn. Vừa về hôm qua thì hôm nay em làm video tất cả các bác chiêm ngưỡng cái dòng bát này. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong clip mới nhất nha.